Thủy Tiên khoe biệt thự trắng ngập tràn hoa nở. Sau thời gian im hơi lặng tiếng trên mạng xã hội, nữ ca sĩ Thủy Tiên vừa khoe không gian ở biệt thự, nơi cô đang sống cùng chồng con. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên vừa viết, sáng ngắm hoa, chiều tối uống trà. Mỗi ngày thật đẹp cứ thế qua. P.S. Hoa từ trong nhà, hoa ra ngoài ngõ. Giọng ca giấc mơ tuyết trắng đăng tải loạt ảnh biệt thự trắng ngập tràn hoa nở. Có vẻ như cuộc sống của Thủy Tiên đang đầy bình yên, hạnh phúc. Nữ ca sĩ khoe khoảnh khắc chạm tay vào những bông hoa. Thủy Tiên chia sẻ hình ảnh bàn trà. Vợ chồng nữ ca sĩ đều thích nghệ thuật thưởng trà. Vào cuối năm 2021, Thủy Tiên và Công Vinh phá bỏ căn nhà cũ trị giá 22 tỷ đồng để xây lại. Biệt thự hiện tại của cặp đôi hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Vợ chồng Thủy Tiên xây bể bơi trong biệt thự. Thủy Tiên khoe khoảnh khắc chồng con tắm trong bể bơi tại nhà. Cuối tuần ở nhà trông trẻ, ban đầu 4 trẻ gái, sau 1 trẻ trai đi làm về nhập hội luôn. P.S. Con bé áo hồng bay như con dơi, lộn xoáy 2 vòng mới đáp xuống nước, em chỉ đẻ thuê cho bạn trai trong ảnh thôi. Chứ em dịu dàng, nết na, thùy mị, đoan trang, lại còn điều hạnh như thế, tuổi gì mà đẻ được đứa con như thể thao mạo hiểm như vậy được chứ? Nữ ca sĩ hài hước chia sẻ. Vợ chồng Thủy Tiên gắn bó nhiều năm qua. Dịp Valentine 2024, Công Vinh chia sẻ hình ảnh bên vợ đồng thời viết Valentine thứ 16 cùng công chúa tuyết của tôi. Thủy Tiên khá im hơi lặng tiếng trong vài tháng qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.